kiểu dáng kiêu sa, mang trong mình dòng máu của gia đình SH. SH Mod toát lên sự sang trọng, hiện đại, thiết kế tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Cụm đèn phía trước dạng LED được làm cách điệu, điểm chính là những chi tiết lấp lánh như một dải trang sức xa xỉ. Mặt đồng hồ được lấy cảm hứng từ đồng hồ đeo tay của châu Âu, đơn giản nhưng đầy đủ thông số, và quan trọng hơn là dễ dàng quan sát ở mọi điều kiện thời tiết. Khóa thông minh Smart Key đa chức năng, an toàn. Hộc chứa đồ phía trước rộng rãi, kèm theo cổng sạc 12V tiện lợi. Được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp mang lại cảm giác an toàn, an tâm hơn khi vận hành trên đường. Động cơ ESG Plus 4 van, tiết kiệm nhiên liệu 125 phân khối, nhưng khối xe 150 xỉ nể. Trả trước chỉ từ 10 triệu đồng với thủ tục cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cước công dân. Hiện tại, dòng xe SH Mod đang đầy đủ tất cả các phiên bản và màu sắc cho các bạn dễ dàng lựa chọn. Nào, hãy đến Fast Shop Bình Dương ngay để rước thế yêu với nhiều phần quà hấp dẫn nha!